Quang Lan, Quang Minh xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi em mới quay hoa lại cho cả nhà ngắm. Hôm nay là em xin giới thiệu với cả nhà một cây là bờ đất Nhật, rất là xinh luôn. Bên ngoài lưỡi của nó rất là to, cả ba ngón tay anh chị, rất là đẹp luôn. Chúc cả nhà có một buổi sáng ngắm hoa thật là vui vẻ. Anh chị thích nào mà thích cây bờ rát này muốn sưu tầm thì liên hệ với em qua Zalo 0335 969899 nha.